Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình góp bụp phim like con này gao 2 nha tất cả các bạn. Còn bạn nào chưa làm gao 1 thì click phần link mô tả mình làm gao 1 luôn các bạn. Làm gao 1 xong thì các bạn làm tiếp gao 2 luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào start nha các bạn. Sau khi bấm start xong các bạn bấm vào submit đi tên. Chương trình này góp nó 2 dòng. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Cái này khá là ngon nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm send nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Vì gần một mình đã là khai báo hết thông tin hết rồi. Gao 2 các bạn chỉ việc khai báo thông tin đó thôi. Giờ bấm bấm này một vuông bấm send nha tất cả các bạn. Bạn yếu quá. Tiếp tục các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra, bạn điền Twitter của tất cả các bạn. Hay còn mấy memo của mình nữa các bạn. Rồi bạn gì bấm send thôi nha các bạn. Tiếp tục bạn vào đây các bạn rút cho tốc cần bóp lại list sẵn là tốc cần nha các bạn. Rồi các bạn rút vào nó có dấu tít, có dấu tít này là được nha các bạn. Bạn chỉ nhấp vào 1 phút là được à. Các bạn chụp màn hình để giúp mình nè. Rồi nó hỏi các bạn có rút chưa, các bạn bấm send nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn xem xong thì bấm vét nha bạn. Rồi bạn có ấy cái bấm vét nha bạn. Tiếp tục bấm send nha bạn. Now submit you send. Rồi nó kêu bạn update một bức ảnh cầm ống rút ra. Rồi các bạn gửi lên bức ảnh bức reply cho nó nè các bạn. Sau khi các bạn gửi xong các bạn bấm vào ô vuông tiếp tục nha các bạn. Các bạn vào đây submit kênh YouTube của nó, các bạn gửi lại đường link YouTube của tất cả các bạn cho nó nè. Các bạn copy đường link YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho nó cho bot nè. Rồi bấm send nha bạn. Rồi tiếp tục quan gửi đường link bằng Facebook nha bạn. Facebook mình bờ lúc file mua để bên đây cho các bạn. Thông tin đây làm mình gửi khai báo cho nó mau nha các bạn. Bà cho mạng yếu quá. Rồi bấm send nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Tao Cần, các bạn gửi địa chỉ email trên sàn La Tao Cần cho nó nha các bạn. Rồi bấm send nè. Fan sẽ nó không kêu khai báo mình điện, rồi bấm vào balance nha các bạn. Thì mình đã nhận được 5 tốc cần và like nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào withdraw, các bạn gửi địa chỉ bên bi sẽ chen vào nha các bạn. Withdraw vào ngày 30 tháng 4 nha các bạn. Ok, vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình hay góp nhận tốc cần bấm like hôm nay cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.